anh Trọc Trọc đầu là A Trọc, chủ đầu bếp của quán A Trọc đó các bạn. Đây là mấy phụ bếp đẹp gái nè, chắc là bà con với lại chủ quán. Đây đầu bếp chính đang làm bánh canh cho khách. Xin chào anh Trọc. Cho đây hỏi là anh tên Trọc hay là tên gì ạ? À? Mình tên Dũng. Dạ. Đầu tóc từ nhỏ để Trọc vậy á, khách cái đầu Trọc. Đây là anh bên Vương mở quán tên là A Trọc luôn. Khách cứ đó họ mình là tên Trọc đi. Dạ. Trọc. Anh Dũng ơi, cho em hỏi là cái thành phần bánh canh chính của cái món chính của quán mình là bánh canh gì ạ? Bánh gì đó, bột gạo. Dạ. Cái thành phần này là có 90% là bột gạo. 90% là bột gạo. 10% là bột năng. 10% là bột năng. Nhưng mà cái nguyên liệu chính là bánh canh với thành phần gì ạ? Thường em thấy là bánh canh cá lóc hay là bánh canh ở mình là mình nguyên liệu chính ở đây là thịt bò, heo. Thịt heo và thịt bò là giò và xương đó. Có chả cá thẳng Ninh Thuận nữa. Dạ, yeah, là của quê biển Ninh Thuận. Đúng rồi. Thì cái giá của mình là nó dao động từ bao nhiêu đó bao nhiêu ạ? 30.000 tới 45.000. Bánh canh bột gạo ngon và lạ Trọc thì tại chi nhánh số 1 đây là 263-265 Phạm Văn Chiêu, phường 14, quận Gò Vấp. Đây, bánh canh bột gạo A Trọc rất là có tiếng tại khu vực này. Về đồ ngon, ở đây đã 5 năm rồi. Đây là những cái bì, những cái gói xương bò được quán hầm để cho ra cùng với gia vị thích hợp để cho ra được cái nước súp. Những cái gia vị chả thịt với lại giò hoặc là xương tại quán bánh canh bột gạo nổi tiếng Phạm Văn Chiêu A Trọc. Hai phần đúng không chú? Một xương chả thịt, một chả thịt. Đây là tái xương chả thịt. Đây cận cảnh những đầu bếp của bánh canh A Trọc của anh Dũng và anh Vương đang làm bánh canh cho khách. Quán thì là chỉ nằm nhỏ nhắn, cũng hai mặt bằng ngay mặt tiền, nhưng mà khách lai rai rất là đều. Chắc ở đây đông khách là do phụ bếp rồi, dễ thương quá ta ơi. Đầu bếp thì đẹp trai Trọc đầu, còn phụ bếp thì đẹp gái. Cái con là con làm cái chồng hết á. Mình chỉ review thức ăn thôi chứ không có review số điện thoại của nhân viên nha các bạn. Xem thì đừng có mà kích lung tung để mà tìm số điện thoại của mấy phụ bếp này nha. Bánh canh bột gạo làm nguyên chất sẽ được cho vào một cái nồi như thế này để cho bánh canh bột gạo chín, sẽ được nêm gia vị màu mè vào. Đây là tô đặc biệt, bánh canh đặc biệt này, còn tất cả những cái nguyên liệu như chả cá, bò, giò, xương và chả thịt luôn. Sau đó là bỏ là bánh canh đã chín rồi. Của bánh canh bột gạo A Trọc gồm có giò thịt rất là mềm, rất là thơm nè, thịt bò nè, chả thịt, còn đây là chả cá Ninh Thuận quê biển, cá rất là tươi, rất là đảm bảo nè, cùng với bột gạo được làm từ gạo nguyên chất, tự làm rất là đảm bảo. Cùng ở dưới này cũng là mấy cục xương thịt rất là to, thì bánh canh sẽ được ăn kèm với bánh mì. Khi mà chúng ta ăn thì có thể cho thêm ớt, đó là ớt sắc, đây là ớt bột, ớt được xay nè, hoặc thêm miếng xanh, hoặc là mắm thêm nữa. Và trà đá với lại khăn lạnh là được sử dụng miễn phí tại quán bánh canh A Trọc, tất cả các chi nhánh nha các bạn. Đây, tô bánh canh bột gạo rất là đặc sệt, còn giò rất là thơm ngon. Đây, hai thực khách đang dùng bánh canh chả cá. Đây, một vị khách đang ăn bánh canh chả cá tại quán A Trọc nổi tiếng tại đường Phạm Văn Chiêu.
chị rất là khen món ăn ở đây ngon và hợp khẩu vị, nhưng mà chị nói là dạo này quán tăng giá rồi nên là hơi ngợp. Lên TV nha. Đang chả cá nổi tiếng này. Chị có hay ăn ở đây không ạ? Ăn thường xuyên. Là được ăn được bao lâu rồi ạ? Từ lúc mở tới giờ. Khoảng 4-5 năm rồi đó. Đúng rồi, 4-5 năm. Chị nhà chị ở xa đây không ạ? Nhà gần đây luôn. Dạ. Yeah. Chị thấy cái vị bánh canh ở đây so với bánh canh chỗ khác okay. Thế nào? Ok, quá ok. Và giá thì sao chị hả? Giá cũng được rồi. Nhưng mà thắc mắc cái giá ở đây chứ rẻ sao giờ mắc vậy? Rồi, để em nói chủ quán à. Rồi, cảm ơn chị nhiều. Quán chị mở từ 11 giờ trưa tới 8 giờ tối nên là buổi trưa thường thường là khỏi ăn cơm. Những người ở gần đây mà vì món bánh canh thì hay ghé đây ăn luôn. Tiền thể ăn. Bạn có thể thấy nhìn tô bánh canh giò thịt rất là hấp dẫn. Sệt sệt nước nữa. Thêm một tí ớt cay thì còn gì hơn. Có một buổi trưa đó cũng thế đây. Đang ghé vào quán bánh canh bột gạo A Cộng để mua bánh canh. Một nhân viên của siêu thị gần đây, siêu thị Điện Máy. Và anh chủ đang order món cho khách. Anh chủ rất là gần gũi, rất là hòa đồng. Còn rất là trẻ nhưng mà đã có 5 chi nhánh bánh canh ngon tại Sài Gòn rồi. Đó là anh Vương, chủ quán. Đây là hai bạn cùng làm chung. Buổi trưa đói thì ghé quán bánh canh A Cộng để thưởng thức cái món ăn bánh canh xương giò nổi tiếng tại cái đường Phan Văn Chiêu này, số 263-265 Phan Văn Chiêu. Đây là lựa chọn là cái quán bánh canh vừa ngon, bổ dưỡng, vừa mát mẻ, rất thích hợp cho chúng ta đi ăn cùng gia đình và bạn bè. Đây, mấy bạn trẻ đi làm, buổi trưa ghé đây ăn thay cơm luôn. Dạ đúng rồi anh. Mấy bạn đây cũng có hay ăn, cũng đói buổi trưa và vào đây ăn bánh canh. Kèm với bánh mì đó các bạn có thấy. Rất là ngon. Mẹ đi chợ. Hôm nay là ăn trưa ăn no sẽ rất nhiều. Bánh canh A Trọc ngon và lạ, bánh canh bột gạo, xương, giò và chả cá, thịt. Thì có tất cả là 5 chi nhánh rồi. Đường số 5 phường 9 Gò Dốc là chi nhánh 2 nè, chi nhánh 3 là ở Bầu Cát Đôn. Chúng ta sẽ cùng phỏng vấn ông chủ đồng sở hữu sáng lập ra cái thương hiệu bánh canh A Trọc nổi tiếng tại đường Phạm Văn Chiêu nha các bạn. Đây là anh Vương. Em chào anh Vương. Chào. Anh Vương cho em hỏi là cơ duyên nào mà khiến anh đi mở quán bánh canh A Trọc như thế này ạ? Thứ nhất là gia đình có cái một cái công thức và có được cái sự ủng hộ được khách hàng.